Các bạn thân mến, phim cổ trang có thể nói là một đặc sản của màn ảnh nhỏ xứ Trung, là thể loại phim mà được đông đảo khán giả Việt Nam yêu mến. Nếu như các bạn cũng là một fan của dòng phim này, thì hãy cùng với chúng mình điểm qua 24 bộ phim cổ trang nổi bật và được nhiều người mong chờ nhất nửa cuối năm 2021 nhé. Thứ nhất, Thanh Trâm Hành, thể loại cổ trang trinh thám phá án, diễn viên chính Dương Tử, Ngô Diệc Phàm, tình trạng chờ chiếu. Thứ hai, Thiên Cổ Quyết Trần, thể loại cổ trang tiên hiệp, diễn viên chính Châu Đông Vũ, Hứa Khải, đạo diễn Doãn Đào, Lý Tài, tình trạng chờ chiếu. Thứ ba, Hạo Y Hành, thể loại cổ trang tiên hiệp huyền huyễn, diễn viên chính La Vân Hy, Trần Phi Vũ, đạo diễn Hà Chú Bồi, khai máy tháng 10 năm 2020, tình trạng chờ chiếu. Thứ tư, Phong Hỏa Lưu Kim, tên cũ Sát Phá Lang, thể loại cổ trang giả tưởng, diễn viên chính Trần Chiết Viễn, Đoàn Kiện Thứ, khai máy tháng 7 năm 2020, tình trạng đã qua kiểm duyệt, dự kiến lên sóng tháng 6 năm 2021. Thứ năm, Trường An Như Cố, thể loại cổ trang tình cảm, diễn viên chính Nhậm Gia Luân, Bạch Lộc, đạo diễn Quách Hổ, tình trạng đã kiểm duyệt, dự kiến lên sóng tháng 6 năm 2021. Thứ sáu, Trầm Vụn Hương Phai, thể loại cổ trang tiên hiệp huyền huyễn, diễn viên chính Thành Nghị, Dương Tử, đạo diễn Quách Hổ, Nhậm Hải Đào, khai máy tháng 4 năm 2021, tình trạng đang quay. Thứ bảy, Thả Thí Thiên Hạ, thể loại cổ trang võ thuật tình cảm, diễn viên chính Dương Dương, Triệu Lộ Tư, đạo diễn Doãn Đào, khai máy tháng 2 năm 2021, tình trạng đang quay. Thứ tám, Trúc Khanh Hảo, thể loại cổ trang ngôn tình hài hước, diễn viên chính Viên Băng Nhiên, Trịnh Nghiệp Thành, khai máy tháng 3 năm 2021, tình trạng đã đóng máy hậu kỳ. Thứ chín, Ngự Giao Ký, thể loại cổ trang huyền huyễn ngược tâm, diễn viên chính Địch Lệ Nhiệt Ba, Nhậm Gia Luân, đạo diễn Châu Nhuệ Bân, khai máy tháng 2 năm 2021. Thứ 10, Mộng Hoa Lục, thể loại cổ trang tâm lý tình cảm, diễn viên chính Lưu Diệc Phi, Trần Hiểu, đạo diễn Dương Dương, khai máy tháng 2 năm 2021, tình trạng đang quay. 11, Ngọc Cốt Giao, thể loại cổ trang giả tưởng, diễn viên chính Tiêu Chiến, Nhậm Mẫn, đạo diễn Tưởng Gia Tuấn, khai máy tháng 3 năm 2021, tình trạng đang quay. 12, Thương Lan Quyết, thể loại cổ trang ngôn tình tiên hiệp, diễn viên chính Ngô Thư Hân, Vương Hạc Đệ, đạo diễn Y Tranh, khai máy tháng 2 năm 2021, tình trạng đang quay. 13, Cửu Châu Chu Nhan Ký, thể loại cổ trang tình cảm, diễn viên chính Phùng Thiệu Phong, Bành Tiểu Nhiệm, đạo diễn Trung Thụ Giai, khai máy tháng 10 năm 2020, tình trạng chờ chiếu. 14, Học Châu Phu Nhân, thể loại cổ trang huyền huyễn ngược tâm, diễn viên chính Dương Mịch, Trần Vĩ Đình, đạo diễn Kim Sa, khai máy tháng 5 năm 2020, tình trạng chờ chiếu. 15, Kính Song Thành, thể loại cổ trang huyền huyễn ngôn tình, diễn viên chính Lý Dịch Phong, Trần Ngọc Kỳ, đạo diễn Du Đạt Chí, khai máy tháng 5 năm 2020, tình trạng chờ chiếu. 16, Mộ Nam Chi, thể loại cổ trang trạch đấu cung đình, diễn viên Tăng Thuấn Hy, Cúc Tịnh Y, khai máy tháng 7 năm 2020, tình trạng chờ chiếu. 17, Ngọc Lâu Xuân, thể loại cổ trang tình cảm, diễn viên chính Bạch Lộc, Vương Nhất Chiết, khai máy tháng 4 năm 2020, tình trạng chờ chiếu. 18, Quân Cửu Linh, thể loại cổ trang tình cảm, diễn viên chính Kim Hạn, Bành Tiểu Nhiễm, khai máy tháng 8 năm 2020, tình trạng chờ chiếu. 19, Mộng Tỉnh Trường An, thể loại cổ trang tình cảm, diễn viên chính Thành Nghị, Trương Dư Hy, khai máy tháng 7 năm 2020, tình trạng chờ chiếu. 20, Võ Lâm Hữu Kiêu Khí, thể loại cổ trang võ hiệp, diễn viên chính Lý Hoành Nghị, Hoàng Nhật Oánh, khai máy tháng 11 năm 2020, tình trạng chờ chiếu. 21, Trương Công Án, thể loại cổ trang bí ẩn trinh thám, diễn viên chính Tỉnh Bách Nhiên, Tống Uy Long, đạo diễn Dương Phàm, khai máy tháng 8 năm 2020. 22, Quốc Tử Giám Có Một Nữ Đệ Tử, thể loại cổ trang ngôn tình, học viện, diễn viên chính Triệu Lộ Tư, Từ Khai Xính, đạo diễn Hứa Bội San, khai máy tháng 9 năm 2020, tình trạng chờ chiếu. 23, Luận Anh Hùng Ai Mới Xứng Anh Hùng, thể loại cổ trang võ hiệp, diễn viên chính Tăng Thuấn Hy, Dương Siêu Việt, Lưu Vũ Ninh, đạo diễn Lý Mộc Qua, khai máy tháng 11 năm 2020, tình trạng đóng máy hậu kỳ. 24, Phong Khởi Lạc Dương, thể loại cổ trang phá án, diễn viên chính Hoàng Hiên, Tống Thiến, Vương Nhất Bác, đạo diễn Tạ Trạch, khai máy tháng 11 năm 2020, tình trạng chờ chiếu. Các bạn đang mong chờ bộ phim nào lên sóng trong số những bộ phim vừa được điểm tên phía trên? Nhớ để lại chia sẻ của các bạn với Thú Vị Cbiz ở phần comment. Cảm ơn đã theo dõi hết video và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.